Kính thưa quý bạn đọc, thưa toàn thể các bạn học sinh thân mến, Nguyễn Ngọc Ký được biết đến là nhà giáo ưu tú Việt Nam với nghị lực phi thường vượt lên hoàn cảnh khó khăn của số phận. Với những nỗ lực không ngừng nghỉ của mình, ông trở thành nhà giáo ưu tú, lập kỷ lục Việt Nam, nhà văn Việt Nam đầu tiên viết bằng chân. Sắp tới, các bạn học sinh phải chuẩn bị bước vào những ngày hè dài tại nhà, thì những cuốn sách thực sự là những người bạn, là món quà vô giá đầy ý nghĩa. Để hưởng ứng cuộc thi giới thiệu sách trực tuyến năm 2022 với chủ đề Sách và khát vọng cống hiến, Thư viện Trường Tiểu học Tân Hưng xin trân trọng giới thiệu tới quý bạn đọc cuốn sách Tôi đi học, được xuất bản lần đầu tiên năm 1970 tại nhà xuất bản Kim Đồng. Cuốn sách Tôi đi học có trang bìa được thiết kế với màu chủ đạo là màu trắng tinh khôi. Nổi bật ở chính giữa cuốn sách là hình ảnh một cậu bé đang dùng đôi bàn chân của mình nắn nót tập viết chữ. Đó chính là bức chân dung của nhà giáo ưu tú Nguyễn Ngọc Ký, cũng chính là tác giả của tự truyện lúc còn nhỏ. Cuốn sách kể lại về cuộc đời đầy khổ luyện và ý chí phấn đấu, vượt qua nghịch cảnh để đến với thành công của người thầy, tàn nhưng không phế. Mở đầu cuốn truyện là những lời giới thiệu và lời tự bạch chân thành đến từ chính nhà giáo để bạn đọc có một cái nhìn tổng quan về cuốn truyện. Để vượt qua bao khó khăn, vất vả và trở thành nhà giáo ưu tú như ngày hôm nay, thầy Nguyễn Ngọc Ký đã đấu tranh từng giây phút với bản thân, với nghịch cảnh. Tất cả những ký ức tốt đẹp này được ông kể lại thông qua 39 câu chuyện của chính mình, từ khi bắt đầu biết mình mắc phải căn bệnh quái ác cho tới khi nhận được giấy báo đỗ đại học. Lật dở từng trang sách, bạn đọc sẽ cùng trải lòng mình và đồng hành với tuổi thơ của nhà giáo. Năm lên 4 tuổi, Nguyễn Ngọc Ký bị bệnh bại liệt, hai tay không cử động được nữa. Lúc bấy giờ, quê của cậu bé Ký ở huyện Hải Hậu, tỉnh Hà Nam Ninh bị giặc Pháp chiếm đóng. Khi hòa bình lập lại, Ngọc Ký quyết tâm đi học. Nhờ sự giúp đỡ của thầy cô cùng bạn bè, Nguyễn Ngọc Ký dùng đôi chân của mình thay thế đôi tay và đến lớp học đều đặn. Bạn đọc sẽ không khỏi xúc động khi lắng nghe những dòng tâm sự trong câu chuyện những ngày mau mem đến lớp, những ngày tập viết bài thủ công điểm 10 hay ước mơ học giỏi toán của tác giả. Hình ảnh cậu bé chạy ra ngõ đứng lặng, nhìn không chớp mắt, cho đến khi tốp trẻ con cuối cùng đi mất hút mới lững thững quay vào nhà với dòng nước mắt lã chã tuôn rơi, hay đứng lấp ló ở cửa lớp học nhìn theo bọn trẻ đọc o, mà mồm cũng chúm chím đọc o theo. Càng cho ta thấy niềm mơ ước khát khao cháy bỏng khi được đi học giống các bạn. Đối với một cậu bé bình thường, việc cầm bút, tập viết hay dùng kéo cắt thủ công đã khó. Thế mà, với cậu bé Ký, lại dùng đôi chân của mình tập viết và cầm kéo để cắt thủ công, thực sự là điều mà mọi người không nghĩ rằng có thể làm được. Thế mà cậu bé Ký ấy đã làm được. Điều ngạc nhiên hơn nữa, cậu bé Ký còn dùng đôi chân để vẽ hình trong toán học. Với đôi chân, chỉ cần cặp thước kẻ, kẻ một đường thẳng cũng khó, huống hồ gì với những đường ngang dọc lắt léo, đòi hỏi thật chính xác hay dùng compa vẽ hình tròn. Bằng ý chí và nghị lực phi thường, Nguyễn Ngọc Ký đã vẽ những hình khá chuẩn xác, để rồi vừa lên trên tất cả những khó khăn tưởng chừng như không thể vượt qua lớp, vỡ lòng đến khi tốt nghiệp trung học. Nguyễn Ngọc Ký luôn là một học sinh giỏi, được thầy yêu, bạn mến. Trong kỳ thi học giỏi toán lớp 7 ở miền Bắc, Ký đứng thứ 5. Lúc còn ở lứa tuổi thiếu niên, Nguyễn Ngọc Ký đã hai lần được Chủ tịch Hồ Chí Minh gửi tặng huy hiệu khen ngợi. Cả chặng đường tuổi thơ của Nguyễn Ngọc Ký chỉ có một ước mơ duy nhất là quyết chí đi học để được như những người bình thường. Ông đã vượt lên sự run rủi của số phận, trở thành một nhà giáo ưu tú viết bằng chân. Cũng đôi chân ấy, ông đã viết sách, làm thơ, dạy học, tư vấn để vẽ lên một huyền thoại, một tấm gương vượt khó, vượt lên số phận để thành công và viết tiếp cuộc hành trình cho mình bằng đôi chân,
trong sự nghiệp chồng người như biểu tượng cho nhiều thế hệ thanh thiếu niên Việt Nam noi theo. Tôi đi học không quá cầu kỳ, trải chuốt trong từng câu chữ, nhưng lại hấp dẫn chính người đọc trong những ngôn từ mộc mạc, giản dị trên những câu chuyện, trải nghiệm thật của người cầm bút, đã tạo ra một cảm giác gần gũi và hấp dẫn người đọc, đặc biệt là các bạn đang trong lứa tuổi đến trường. Qua cuốn sách của mình, nhà giáo Nguyễn Ngọc Ký gửi gắm các bạn trẻ hôm nay một thông điệp: hãy đừng để cho một phút giây nào của tuổi trẻ trôi đi hoài phí. Đó cũng chính là lý tưởng sống mà nhiều bạn trẻ hiện nay đang cố gắng thực hiện. Với ý nghĩa sâu sắc đó, Thư viện Trường Tiểu học Tân Hưng xin trân trọng giới thiệu tới quý bạn đọc cuốn sách Tôi đi học. Cuốn sách hiện đang được trưng bày và phục vụ tại nhà trường. Các bạn có thể liên hệ với cô thủ thư Nguyễn Thị Nga qua số điện thoại 0983 176 6403. Xin trân trọng giới thiệu và kính mời quý bạn đọc.